Xong rồi. Sao vậy? Sao em không ký? Trước khi em ký, cho em hỏi chuyện ngoài lề một chút đi. Ngày mai anh có tham dự phiên tòa hay không? Tòa có mời, nhưng anh chờ coi cuộc họp ngày mai như thế nào rồi quyết định có đi hay không. Còn em? Em không có đủ lì lợm và thông minh bằng anh, cho nên em sẽ đến đúng giờ. Tùy em thôi. Giờ sao? Em có ký không? Đi viết đây. Nè, em đã ký chuyển giao toàn bộ cổ phiếu qua cho ông Thắng này rồi. Coi như là thỏa thuận giữa chúng ta em đã đáp ứng đầy đủ. Sau này anh với ổng mà có hụt hạt gì là không phải lỗi tại em đâu nha. Em đang nói cười giống như những đứa trẻ, nó cầm đồ ăn trên tay sợ bạn giành vậy đó. Cô Vi đừng lo, trên pháp nhân cô đã sang nhượng cho tôi, mà tôi lại là tôi trung của anh Việt thì không có một lý do nào mà chó lại cắn chủ. Đúng vậy, bản tính của chó là trung thành, trừ chó sói và chó dại. Nhưng nếu anh bị nhiễm virus của hai con chó kia, tôi cũng có cách bẻ nanh của anh. Thôi bây giờ ăn mừng đi. Đi. Thôi tôi xin phép cô. Xin lỗi em gái nha, đây là chuyện riêng của tụi anh, cho nên không thể mời em đi được. Em lên lầu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai còn ra tòa nữa, không chỉ một lần đâu. Mình đi. Đúng là bị dội. Anh cứ cười cho đã đi, rồi sau này anh chỉ khóc thôi. Anh hai. Ừ? Em muốn coi lại hồ sơ của chị hai em với lại của Cục Lát được không? Mấy cái hồ sơ đó thì bên cơ quan điều tra họ có chứ, anh làm sao mà biết. Mà em hỏi làm cái gì? Tại vì những ký ức của em hiện tại bây giờ nó giống như một tờ giấy trắng vậy, cho nên em muốn nó lắp vô những khoảng trống còn lại. Với lại anh là một tổng biên tập của tờ báo lớn chuyên về đề tài đó, chẳng lẽ anh không có thông tin hả? Anh kể em nghe đi. Thôi được rồi, anh sẽ kể cho em nghe, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh sẽ kể cho em nghe là để giúp em phục hồi lại những ký ức đã mất, qua đó hy vọng là em sẽ nhớ lại những tình tiết liên quan tới hai vụ án, mà nhất là nhân vật mờ ám mà chị hai em hay nhắc tới, chứ không phải là để em manh động rồi tự tiện làm những việc nông nổi. Em hiểu chứ? Em hiểu. Em hứa với anh nha. Em hứa mà. Thấy Thành bị Triều đánh gục, theo phản xạ tôi lao đến chụp cái chày đập mạnh vào đầu Triều. Đến khi định thần thì mới thấy trước đó Dân bị Thành đâm chết. Bị cáo Lê Văn Thành. Dạ có bị cáo. Bị cáo có thừa nhận tội của mình như cáo trạng hay không? Dạ bị cáo thừa nhận. Bị cáo Đỗ Bình. Bị cáo có thừa nhận tội của mình như cáo trạng hay không? Bị cáo thừa nhận. Mục đích của bị cáo khi xuống tay giết hại nạn nhân có phải nhằm trả thù vì bị nạn nhân tố cáo tội ác ở nhà ông Lê Hữu Công hay không? Dạ, dạ phải. Ngoài động cơ trả thù ra còn nguyên nhân nào khác hay không? Thưa không. Thưa không. Các bị cáo tự ý hành động hay có chỉ thị của người khác? Bị cáo tự ý hành động. Trong vụ án này
còn một người là nạn nhân nữa, là em của nạn nhân Lê Ngọc Dân. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên không thể tham dự phiên tòa này để làm chứng. Hiện tại chỉ có một nhân chứng duy nhất là cháu Trần Ngọc Hân, con gái của nạn nhân Lê Ngọc Dân. Xin mời người giám hộ. Đây có phải là lời khai của cháu Hân khai tại cơ quan điều tra mà ông là người giám hộ có mặt xác nhận, có đúng không? Dạ thưa quý tòa, đúng ạ. Mời người giám hộ cháu Hân ngồi xuống. Theo lời khai của người làm chứng vào ngày xảy ra vụ án, hai bị cáo Lê Văn Thành và Đỗ Bình đã đột ngột ập vào nhà, đánh trọng thương cậu ruột là Lê Anh Triều, sau đó vào phòng của mẹ bé Hân là Lê Ngọc Dân, dẫn đến hậu quả gây ra thương tích nặng nề cho anh Lê Anh Triều và tước đoạt mạng sống của cô Dân. Trật tự. Khi giả mang giết hại mẹ của đứa bé, các bị cáo có nghĩ đến tương lai của đứa bé hay không? Hay là lúc đó chỉ nghĩ tới thỏa mãn nhu cầu thấp hèn của mình? Tội ác của các bị cáo không dừng lại ở việc tước đoạt mạng sống của mẹ đứa bé, mà còn khiến tâm hồn trẻ thơ của đứa bé bị tổn thương. Các bị cáo có cảm thấy hối lỗi hay không? Dạ có. Phiên tòa tạm dừng lại ở đây, hội đồng xét xử nghị án. Thưa chủ tòa, đâu có biết đâu. Điều. Con chị. Điều. Ông là ai? Tôi là Lê Anh Triều, em trai của nạn nhân Lê Ngọc Dân. Tôi cũng là người bị hại và cũng là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án này. Ông Trần Đình Tiến, với tư cách là đại diện người bị hại, ông có xác nhận đây là Lê Anh Triều, em vợ của ông hay không? Dạ thưa tòa, tôi xác nhận. Mời ông lên đây. Thưa chủ tòa, sức khỏe của tôi hiện tại hoàn toàn bình phục, và tôi có thể khẳng định chính hai tên Thành và Bình này chính là hung thủ sát hại chị tôi và tấn công tôi, không chỉ nhằm mục đích trả thù cho đại ca của chúng, mà còn nhằm mục đích thủ tiêu vật chứng, diệt khẩu, vì lo sợ chị gái của tôi sẽ làm vật chứng tố cáo băng nhóm tội phạm do Ngọc Lát cầm đầu có liên quan tới vụ thảm sát tại nhà ông Lê Hữu Công. Tay Ngọc này đương nhiên không tự ý ra tay hành động, chính hắn đã thừa nhận có kẻ giật dây cho phiên tòa trước đây, và tôi khẳng định mình có đủ manh mối để lần ra kẻ thủ phạm thực sự là ai. Theo hồ sơ giám định của pháp y, ông đã bị tấn công dẫn đến chấn thương sọ não và mất trí toàn phần. Nay ông ra làm chứng thì lấy đâu đảm bảo lời khai của ông có cơ sở khi không có giấy xác nhận của cơ quan y tế? Nếu tôi còn mất trí thì tôi không thể nào nhận ra được chính tên Bình này. Chính hắn, trong hôm xảy ra vụ án, hắn đã nắm tóc chị dân tôi và hét thật lớn: thằng nào suối mày khai ra đại ca tao hả? Còn tên đứng kế bên chính là tên Thành. Sau khi nghe chị dân tôi cầu xin, tôi không biết gì hết, hãy buông tha cho tôi. Hắn đã cầm dao kề cổ chị dân tôi. Hắn đã nói: nếu không ai suối mày, mày cũng không có thù oán gì với đại ca tao, thì tại sao lại tố cáo ông hả? Chuyện này rốt cuộc là sao hả chị Di? Có phải trò bẩn côn việc tạo ra hay không? Thưa quý tòa, sự xuất hiện đột ngột của ông Lê Anh Triều không chỉ cung cấp những tình tiết mới, mà còn có thể là bằng chứng quan trọng, không chỉ cho vụ án này mà còn cho vụ án của Nguyễn Văn Ngọc. Vì vậy chúng tôi đề nghị trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Đã đến giờ hội đồng xét xử nghị án, đề nghị cảnh sát thi hành nhiệm vụ của mình. Mọi người hãy ngồi tại chỗ và im lặng.
Hội đồng xét xử sau khi hội ý đã quyết định tán thành ý kiến đề xuất của đại diện viện kiểm sát, tuyên bố trả hồ sơ về cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung rõ nội dung mà ông Lê Anh Kiều đã khai tại tòa ngày hôm nay. Trong trường hợp hai vụ án có liên quan rõ ràng với nhau về âm mưu, động cơ, vai trò của từng bị cáo thì các bị cáo sẽ được trích xuất qua lại để phục vụ cho việc xét xử của đôi bên. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi xin tuyên bố phiên tòa kết thúc. Anh ơi, có phải anh đã ém con bài chủ chốt của mình tung ra giây phút cuối cùng có đúng không? Hay quá, anh tài thật luôn đó. Yêu cầu anh cẩn trọng lời nói của mình vì nó ảnh hưởng tới danh dự của chúng tôi. Anh đừng nói là anh không biết trước lần này tôi khai cái gì nha. Lúc nãy rõ ràng tôi thấy hai người ngồi chung với nhau, thì ra cái người mà đeo khẩu trang chính là hắn ta. Chuyện đó không liên quan gì tới anh. Sao lại không liên quan? Tôi là người có liên đới tới vụ án này. Trong vụ án của ba tôi, Dân chính là nhân chứng duy nhất, và cậu Triều là em trai của Dân. Tôi chắc chắn với anh một điều rằng cô gái có khai bí mật gì đó với Triều, cho nên nó mới dám khẳng định rằng chị nó bị Thủ Tiêu bịt đầu mối. Chuyện này á, ai cũng hiểu là có kẻ đứng sau để giật dây. Tào lao, anh biết cái gì mà dám đổ tội cho mẹ tôi? Được, mày muốn chứng cớ chứ gì? Mày chờ vài bữa nữa đi, tao không những một mà có cả đống cho mày luôn. Tại sao anh nói với tôi là Triều vẫn còn đang trong quá trình điều trị mà? Cô không có quyền chất vấn tôi, hiểu chưa? Anh cũng vậy. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Tôi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của anh rồi, anh còn giở trò bị ổi này nữa hả? Đừng nói với tôi là anh không biết gì về chuyện này. Đây cũng chính là câu hỏi mà tôi mới vừa hỏi đại quý nhân đó. Tôi không phải là một thiên tài mà dựng ra một kịch bản hoàn hảo như vậy, cô hiểu không? Thôi được rồi, tôi sẽ đảm bảo thỏa thuận giữa chúng ta. Ngọc Lát sẽ phủ nhận chuyện liên quan của mẹ các người trong vụ án này. Còn tên Triều nó khai cái gì, chỉ có ông trời mới biết. Tôi chơi như vậy quá sòng phẳng rồi đúng không? Khốn nạn! Dũng, tao nói cho mày biết, mày làm mất mặt tao nhiều lần rồi, mày mới còn làm mất mặt tao một lần nữa. Cái mặt mày không lạnh lẽo như vậy đâu. Mày là một thằng bất tài vô dụng, đừng để tao biến mày thành một thằng phế thải, mày hiểu chưa? Anh buông nó ra! Anh buông ra! Thôi em! Mày cẩn thận đó. Em đừng lo, hắn không có dám làm gì em đâu. Em không sợ hắn làm gì em, nhưng mà em lo cho mẹ. Lỡ đâu tên Triều khai mang chuyện gì làm ảnh hưởng xấu tới cuộc điều tra của mẹ nữa. Chị sẽ tìm Triều hỏi rõ chuyện này. Mình không thể để cho mình rơi vào thế bị động đâu. Em dám lừa dối tôi hả Triều? Ai cho em lừa dối tôi? Em xin lỗi, nhưng em làm tất cả cũng chính với người này. Nếu như vì Dân thì em đã không có những hành động ngu xuẩn. Em không lường trước những hậu quả. Tôi thật là sai khi mà kể hết những câu chuyện cho em nghe. Em làm tất cả là sai hay sao? Chắc chắn bọn chúng giết chị Dân vì sợ chị ấy khai ra vai trò chủ mưu của bà Mai. Chẳng phải trong phiên tòa lần trước Ngọc Lát cũng đã thừa nhận điều đó hay sao? Đúng, nhưng mà thật ra em giả đò hồi phục trí nhớ để phòng trường hợp bọn chúng phản cung đổ tội cho bà Mai, thì còn có em
đứng ra bảo vệ cho những người đã mất. Làm sao em biết Ngọc Lan sẽ phản cung? Em nghe cuộc nói chuyện giữa anh và anh Vân trong quán cà phê. Bây giờ cậu theo dõi, cậu rình mò tôi nữa hả? Em sẽ không làm điều đáng khinh đó. Nếu như ngay từ đầu anh nói cho em biết sự thật bản thân của em lại. Tôi đã giải thích cho em rất là rõ, tại sao tôi không nói cho em biết mà. Anh đã lồ quá xa rồi. Chính điều đó đã gây ức chế cho em, anh có biết không hả? Ý của em nói tất cả đều là lỗi của tôi, đúng không? Em không ký đó, nhưng chính anh đã thừa nhận. Được rồi, không tranh luận nữa. Tôi quá thất vọng với cách hành xử của em. Bây giờ em đã biết mình là ai rồi, thì tôi nghĩ tốt hơn hết tôi nên trả em về nơi bắt đầu. Em không cần, em có thể tự lo cho bản thân mình được, không cần ai lo. Triều, tất cả những gì tôi làm là tôi lo cho em đó Triều à. Triều. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng. Mọi cách bảo vệ Triều của tôi đã không còn hiệu lực nữa, từ nay nó sẽ ở đây. Dạ. Chắc tại em bếp xếp quá cho nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Bây giờ có hối hận cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Mọi việc đã đi quá tầm kiểm soát rồi, nó đi xa hơn cả trăm lần nữa. Có lẽ cậu cũng không hình dung được tôi đang nói cái gì đâu. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, anh Hoàng. Anh Hoàng anh về rồi. Anh thấy ổng giận dữ lắm đó. Anh nói chuyện với em chút được không? Em thấy mệt quá, em muốn yên tĩnh một chút. Thôi được rồi, anh sẽ dẫn bé Hưng xuống đi dạo một chút. Để lại một mình em trong căn nhà này. Em muốn làm gì thì làm đi. Chị hai, chẳng lẽ tất cả những điều em làm là sai sao? Vào đi. Thưa chủ tịch, sáng nay cô Vi đã sang nhượng hết toàn bộ số cổ phiếu của mình, cả bà Mai và cậu Vũ, cho một thương nhân tên là Võ Thắng. Cậu có biết điều này chưa? Chuyện lớn như vậy, ông nghĩ tôi không biết sao? Nói vậy nghĩa là... Đúng, tất cả chỉ là một vở kịch thôi. Cái xã hội này á, chẳng phải là một sân khấu lớn sao? Có gì đâu mà ông ngạc nhiên. Chuyện sáng nay ở phiên tòa, có bàn tay của cậu can thiệp vào. Ông có đi dự hay sao mà biết vậy? Không. Tin của cậu Triều á, đột ngột xuất hiện, đã tràn lan trên khắp báo mạng và là đề tài nóng hổi nhất, có cả ngàn bình luận nữa. Nhanh như vậy à? Đúng là thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin ha. Không thể nào ém miệng bưng bít được mà. Bưng bít? Tôi nghĩ cậu Triều ra làm chứng là lợi thế cho cậu mà. Nhìn bên ngoài như vậy thôi, nhưng một khi á, chìa khóa cuộc chơi không nằm trong tay chúng ta, thì hài kịch sẽ rất dễ biến thành bi kịch. Cậu sợ cậu Triều lật kèo vào phút cuối sao? Bây giờ chưa biết là cậu ta nghĩ cái gì. Đùng đùng cậu ta xuất hiện như một xác sống đào mồ trổ vậy, ai mà tin được. Vậy tại sao cậu không tiếp cận cậu ta để thăm dò? Không được. Đang lúc nhạy cảm, tôi đã thử nhiều lần với nhiều nhân vật quan trọng khác nhau rồi, nhưng đều vô dụng hết. Hấp tấp quá, chúng ta sẽ bị chụp mũ là có tật giật mình. Không khéo người ta sẽ nghĩ tôi chơi mẹ con bà Mai, như vậy thì chết. Dạ, tôi hiểu rồi. Ông Hậu nè, ông là thân tín thân nhất của ba tôi, và bây giờ là tôi, có đúng không? Dạ, đó là vinh dự của tôi. Vậy thì tôi sẽ cho ông một cơ hội để ông thể hiện lòng trung thành của mình.
Dạ. Dạ chào chú. Cô Vi, sáng nay cô có dự phiên tòa không? Chú hỏi chuyện này càng làm cho con không thoải mái. Chút nữa tới giờ cơm trưa, có một quán khai trương gần đây, tôi mời cô đi ăn được không? Ừ. Được rồi, chào cô. Chào chú. Ông nói sao? Ông nói là Triều đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta hôm trước à? Phải, cho nên Triều mới manh động như vậy. Nếu tòa biết bị Triều lừa gạt, ông biết hậu quả là như thế nào không? Tôi thì biết đó, nhưng mà Triều thì không. Mong muốn báo thù bà Mai á đã khiến cho đầu óc của ta mụ mẫm hết rồi. Ủa, bà Mai chưa chắc là kẻ chủ mưu mà. Triều cũng như đa số mọi người, chỉ nhìn thấy ngọn, không nhìn thấy gốc. Với họ, bà Mai đáng bị xử tử, và tất cả mọi người đều mong muốn điều đó. Công lý chưa chắc thuộc về số đông nha, vẫn phải có sự nhầm lẫn chứ. Con sâu luôn ẩn mình với những tán cây xanh, và nhiệm vụ của chúng ta là buộc dư luận phải thấy được những con sâu đó, chứ không phải là những tán cây xanh. Nếu như Triều đúng, thì may mắn khép lại vụ án theo lối này. Còn nếu như cậu ấy sai, thì thật là thảm họa.